bên nhau, hai bạn sẽ làm gì? Chà, một tình huống cụ thể luôn nha. Tận dụng 5 phút. Chỉ còn gần nhau được 5 phút thôi. Có nghĩa là một bạn sẽ phải đi xa chẳng hạn, thì người còn lại sẽ cố gắng làm điều gì để dành tặng cho người mình yêu đây? Bây giờ thì trong trường hợp này, Hương Ly sẽ sẵn sàng để đi công tác nước ngoài chẳng hạn, đi lưu diễn nước ngoài gì đó. Trong 5 phút cuối tại sân bay, các bạn sẽ làm điều gì? A. Tặng quà. Dễ thương nè. Chết rồi, mình trễ rồi. Sao anh lâu tới quá vậy? Đã nói là bảo sẽ tới mà. Em. Anh hả? Xin lỗi nha, tới hơi trễ. Không sao đâu, nhưng mà em sắp phải đi rồi, 5 phút nữa là lên xe rồi. Anh có món quà cuối cùng tặng em. Qua đó, nếu mà thấy nhớ anh, nhớ mở ra nha. Em qua đó sẽ nhớ anh lắm đó. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 lifetimes. Dễ thương không? Đi nhớ về sớm nha. Và bây giờ chúng ta đến với phương án B nhé. Cách hành xử như thế nào đây? B. Nắm tay và nhìn sâu vào mắt nhau. Trời ơi, sao lại ngủ quên chứ? Đầu óc sao rồi á? Mấy giờ rồi? Sao còn chưa tới nữa? Chắc là quên luôn rồi. Xin lỗi. Không biết sắp đi rồi không? Đi rồi nhớ về với anh. Anh chờ. Anh có đợi em không? Anh đợi. Nếu như mà anh đợi em nhất định sẽ về. Hả? Sao anh nhìn kỹ quá vậy? Anh phải nhìn kỹ chứ. Người yêu xa anh lâu lắm rồi. Em sẽ không bỏ anh đâu. Nhất định là sẽ quay về với anh mà. Kính thưa quý khách, chỉ còn 3 phút nữa chuyến bay chúng tôi sẽ cất cánh. Xin mời quý khách nhanh chóng thắt dây an toàn, dựng thẳng ghế, gặp thẳng bàn ăn và kéo tấm màn che cửa sổ, để chúng ta có một chuyến bay an toàn quý vị nhé. Nhớ về nha. Dễ thương quá à. Ngôi sao tình yêu. Rất là dễ thương. Và bây giờ chúng ta chờ đón xem tình huống C là như thế nào đây. C. Cầu hôn. À hôn. Cầu hôn. Đúng rồi. Để nói là sẽ ra tiễn mình mà. Anh ấy không đến ta, hay là không quên mình luôn rồi. Em, anh nè. Bỏ ra đi, sao tới bây giờ mới tới vậy? Tại vì anh bận đi tìm một thứ sẽ đi theo đến suốt cuộc đời này. Anh tìm cái gì? Anh nha. Đã xin phép mẹ má người ta mà chưa mà đòi làm chồng người ta. Em chịu là được. Em có chịu không? Em chịu. Dễ yêu. Ngôi sao tình yêu.
Dễ thương mà cười không ngừng luôn. Em biết anh có thiện cảm với cái cặp đôi này lắm luôn. Dễ thương quá chừng nào. Và bây giờ hai bạn hãy đứng quay lưng lại để chúng ta cùng nhau đưa ra sự lựa chọn của mình nhé. Xin mời hai bạn. Và kết quả là giống nhau. Wow. Hiểu nhau kinh khủng luôn. Cả hai cũng chọn C. Ly ơi, tại sao bạn chọn C là cầu hôn? Bạn thích điều đó? Ban đầu em cũng hơi đắn đo về cái chuyện tặng quà hay là nắm tay, tại vì tình huống nó cũng khá là dễ thương. Nhưng mà sau khi mà xảy ra cái tình huống cuối cùng là tình huống cầu hôn thì em cảm thấy là cái hình ảnh nó đáng yêu nhất, và cái hình đó, ảnh đó là cái hình ảnh mà em muốn hướng tới. Cảm ơn. Em nghĩ là nếu mà hai người yêu xa thì sẽ có nhiều trắc trở, có những khó khăn, thì mình cầu hôn để có một cái mà cái hy vọng lớn cho hai người và cái niềm tin cho hai người và tình yêu. Niềm tin đúng không nào? Và bạn cố gắng củng cố niềm tin đó bằng cách cầu hôn. Cảm ơn hai bạn. Như vậy thêm 1 triệu nữa, tổng cộng là 3 triệu đồng, rất cao. Chúc mừng cả hai. Nhưng việc sử dụng 3 triệu đồng này hay không là tùy thuộc vào quyết định cuối cùng ngày hôm nay của các bạn là có muốn hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ sẽ là lời tư vấn của tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Xin mời mọi người, chúng ta bình chọn lần cuối cùng ngày hôm nay rằng là hai bạn có hợp với nhau hay không. Và bây giờ sẽ là lời tư vấn của mọi người. Xin mời. Tỷ lệ phần trăm là... cao ngất ngưỡng luôn á. Ít khi nào mà có cặp đôi nào nhận được lời tư vấn nhiều, tỷ lệ phần trăm đồng ý và ủng hộ đến như vậy, 90% là. Đó là lời tư vấn của mọi người. Quan trọng là cả hai, cá nhân từng bạn một. Nên bây giờ chúng ta đứng xoay lưng lại, trả lời câu nói cuối cùng đi. Mình có đồng ý hẹn hò với đối phương hay không? Cả hai câu trả lời đã được gửi đi. Ngay sau đây sẽ là lời trả lời cuối cùng ngày hôm nay cùng với Ngôi Sao Tình Yêu. Ví dụ khoảng cách giữa em và anh là 1.000 bước thì em chỉ bước 1 bước, anh có chịu bước 990 bước còn lại hay không? Anh bước 1.000 bước luôn, em không bước bước nào đâu. Ngôi Sao Tình Yêu không cho anh cơ hội đầu tiên để nói ra lời yêu, nhưng mà anh hy vọng sẽ là người cuối cùng đi bên em suốt cuộc đời này. Marlene Mary, her love is sweet like honey from a beehive. She's 5'0" and brown eyes. Quyết định của cả hai là không cần phải đau đớn như vậy đâu anh. Em nghĩ là có cái gì đó ở trong, ở phía trong. Tôi rất tiếc. Từng mập thì có thể bình tĩnh được, nhưng tôi không biết bình tĩnh được. Thì sao? Quá dễ thương, quá đáng đẹp yêu, đôi. Đẹp đôi từ ngoại hình, nội dung, hình thức sao cũng hợp hết trơn. Hiểu thử thách mà có khi nào mà cặp đôi nào được tuyệt đối 3 triệu đồng đâu. Ai là người nói không, xin đưa tay lên. Tốn thương. Anh ơi, anh bớt xúc động là em nói anh nghe nè, mình phải tôn trọng ý kiến của bạn. Biết rồi. Nha. Biết rồi. Nhưng mà nãy giờ thể hiện đáng yêu, dễ thương rồi, lúc mà chọn ảnh cũng ưng quá trời ưng luôn, rồi sao giờ nói không, nó hỏi thăm đi, tôi không thèm nói chuyện cậu nữa. Ly ơi, không biết là tại vì lý do sao mà Ly lại cho cái câu trả lời là không ạ? Đối với em á, thì em cần những người đàn ông có thể lớn tuổi hơn em một xíu, chững chạc hơn em một xíu, thì có thể đứng bên cạnh em, mạnh mẽ bảo vệ em hơn. Cảm ơn Ly. Còn với Khải thì sao nào? Cái cảm giác này có giống như cái cảm xúc mà khi chúng ta vụt mất cái huy chương vàng chỉ trong vài giây nữa thôi hay không? Đối với em thì đây là một sự đáng tiếc, nhưng mà em tôn trọng quyết định của Ly. Và em hy vọng là sau chương trình thì chúng em có thể làm bạn, và nếu có thể thì tiếp tục tìm hiểu. Cảm ơn Khải. Như vậy là ngày hôm nay Hoài Đá Bơ cùng với Tuyền Mập đã chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình, có nghĩa là tạo điều kiện và kết duyên được thành đôi của một cặp trai tài gái sắc. Nhưng mà không sao hết, chúng tôi tôn trọng vào ý kiến của Hương Ly. Bên cạnh đó xin mời mọi người dùng một tràng pháo tay để dành tặng cho 4 chàng trai còn lại của Ngôi Sao Tình Yêu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bao cao su tham thớt,
mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.